Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh ở phía tây nước này liên quan đến nhiều bệ phóng tên lửa siêu lớn. Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết vào thứ Ba, 19 tháng 3, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã kết thúc một trong những cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn vào tuần trước, gây ra những phản ứng giận dữ và các cuộc tập trận bắn đạn thật từ Bình Nhưỡng. Triều Tiên lên án tất cả các cuộc tập trận như vậy và gọi chúng là diễn tập xâm lược. Quân đội Seoul hôm thứ Hai 18 tháng 3 cho biết họ đã phát hiện vụ phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm thủ đô Hàn Quốc để hội đàm. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn được quân đội Mỹ và Hàn Quốc gọi là KN-25 là bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Triều Tiên tuyên bố loại vũ khí này có khả năng được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hãng thông tấn trung ương chính thức của Bình Nhưỡng KCNA cho biết ông Kim đã chỉ đạo cuộc tập trận hôm thứ hai nhằm kiểm tra khả năng chiến tranh thực sự của các bệ phóng tên lửa đa nòng 600mm khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị chiến tranh. KCNA cho biết cuộc tập trận cũng bao gồm việc mô phỏng vụ nổ đạn pháo trên không từ bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn ở độ cao xác định trước so với mục tiêu. Theo báo cáo, ông Kim cho biết hệ thống phóng tên lửa đa nòng sẽ giúp Triều Tiên ngăn chặn khả năng xảy ra chiến tranh với sự chuẩn bị hoàn hảo liên tục nhằm đánh sập thủ đô của kẻ thù. Trong cuộc tập trận, lính pháo binh Triều Tiên đã thể hiện tài thiện xạ pháo binh xuất sắc cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu nhanh chóng và kỹ lưỡng, KCNA nói thêm. Những quả đạn khổng lồ của bị phóng tên lửa đa nòng siêu lớn được bắn ra từ nòng súng sắc nhọn như dung nham, bay tới mục tiêu với ngọn lửa tiêu diệt kẻ thù, KCNA nói. Các hình ảnh truyền thông nhà nước cho thấy ông Kim mặc chiếc áo khoác da màu đen thông thường, theo dõi các cuộc tập trận cùng các tướng lĩnh và dơ nắm đấm lên ăn mừng thành công rõ ràng của họ. Bình Nhưỡng trong tháng này đã cảnh báo rằng Seoul và Washington sẽ phải trả giá đắt cho các cuộc tập trận quân sự của họ, và sau đó tuyên bố rằng ông Kim đã chỉ đạo một đơn vị pháo binh mà nước này cho là có khả năng tấn công thủ đô Hàn Quốc. Theo truyền thông nhà nước, ông Kim tuần trước cũng giám sát các cuộc tập trận của lính dù nhằm thể hiện khả năng của binh lính trong việc chiếm đóng khu vực của kẻ thù trong cơn đột quỵ. Vụ thử tên lửa đạn đạo hôm thứ Hai là vụ thử tên lửa đạn đạo thứ Hai của Triều Tiên trong năm nay, sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mang đầu đạn siêu thanh cơ động vào ngày 14 tháng 1. Cho đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Triều Tiên đã tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù chính của mình, giải tán các cơ quan chuyên về thống nhất và tiếp cận, đồng thời đe dọa chiến tranh nếu vi phạm lãnh thổ dù chỉ 0,001 mm. Seoul là một trong những đồng minh quan trọng trong khu vực của Washington và Hoa Kỳ đã đồn trú khoảng 27.000 lính Mỹ ở miền Nam để giúp bảo vệ nước này trước Bình Nhưỡng. Theo quân đội Seoul, Cuộc tập trận Washington Seoul tuần trước bao gồm các hoạt động dọn dẹp bên trong các cơ sở quan trọng của Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công. Ông Kim Jong Un kêu gọi sư đoàn thiết giáp Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo Triều Tiên thị sát một đơn vị xe tăng ở tỉnh miền Nam giáp Hàn Quốc và kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 24 tháng 3 thăm sư đoàn thiết giáp đầu tiên của nước này được thành lập năm 1948, có trụ sở tại tỉnh Wangha Bắc, phía đông nam thủ đô Bình Nhưỡng và giáp với Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA. Tư lệnh sư đoàn thiết giáp đã báo cáo tóm tắt với ông Kim về kế hoạch tấn công và phòng thủ của đơn vị. Lãnh đạo Triều Tiên cũng xem xét tài liệu và đưa ra chỉ đạo về những nhiệm vụ tác chiến cùng huấn luyện cho quân đội. Ông Kim đã đưa ra các nhiệm vụ và phương hướng tăng cường sự sẵn sàng và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, trong đó có chuẩn bị sức mạnh tư tưởng và tinh thần vượt trội hơn, rèn luyện thể lực và huấn luyện quân sự, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cùng công nghệ chiến đấu cho lực lượng huy động, theo KCNA căng thẳng trên bán đảo Liên Triều gần đây tiếp tục leo thang. Ông Kim hồi tháng 1 nói trước Quốc hội rằng Triều Tiên cần sửa đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là kẻ thù hàng đầu và kẻ thù chính không thể thay đổi. Khi thăm Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội tháng trước, ông Kim trong un cảnh báo Triều Tiên sẽ không ngần ngại xóa sổ Hàn Quốc nếu bị nước này tấn công. Ông nhấn mạnh không bao giờ tổ chức đối thoại hay đàm phán với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định chính sách sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự mạnh mẽ là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh cho Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng 1 cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu gây chiến với nước này. Báo Triều Tiên lần đầu gọi con gái ông Kim Jong Un là người dẫn dắt. Truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu gọi con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Kim Ju Ae, là người dẫn dắt. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, KCNA, đã gọi con gái ông Kim Jong Un là người dẫn dắt vĩ đại trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng bé Kim Ju Ae có thể trở thành người kế nhiệm cha. Theo Telegraph khái niệm người dẫn dắt vĩ đại thường được truyền thông Triều Tiên được dùng để chỉ các lãnh đạo cấp cao. Những người dẫn dắt vĩ đại cùng với các quan chức đảng lao động, chính phủ và quân đội đã tham quan trang trại, KCNA nói về chuyến thăm của ông Kim và con gái cùng các quan chức tới một trang trại. Các nhà phân tích cho biết đây là lần đầu tiên con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên được mô tả như vậy. Cô chưa bao giờ được truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng nêu tên nhưng tình báo Hàn Quốc nói rằng cô bé là Kim Ju-ae. Yang mu hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Bình Nhưỡng đang nâng cao vị thế của cô bé. Yang Mujin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng đây có thể là tín hiệu về việc Kim Ju Ae sẽ kế nhiệm cha sau này. Trước đó, cơ quan tình báo quốc gia NIS của Hàn Quốc nhận định Ju Ae là người có khả năng cao nhất kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, Nhận định này đã gây ra nhiều tranh luận khi các nhà lãnh đạo Triều Tiên từ trước đến nay chưa từng trao vị trí lãnh đạo cho phụ nữ. Được cho là sinh năm 2013, Ju Ae được truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu giới thiệu với thế giới vào năm 2022 khi cô bé cùng cha tới quan sát một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Kể từ đó, con gái của ông Kim đã đồng hành cùng cha tại nhiều sự kiện chính thức, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, thăm một nhà máy sản xuất vũ khí, dừng chân tại một trang trại nông nghiệp và dự một cuộc duyệt binh. NIS cho biết, sở thích của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên là cưỡi ngựa, trượt tuyết và bơi lội. Theo NIS, họ có thông tin rằng Kim Ju Ae cưỡi ngựa rất giỏi và ông Kim Jong Un hài lòng với điều đó. NIS cũng nói rằng Kim Ju Ae có anh trai và em, nhưng chưa rõ là em gái hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có nhiều động lực ra video tiếp theo.